Nhật Hoàng trong cờ tướng, mỗi quân cờ đều có những công năng nhất định. Trong tấn công thì có xe, pháo, mã, chốt. Trong phòng thủ thì có những quân như là sĩ tượng. Và đặc biệt là khi về tàn cuộc thì nếu ta còn pháo thì những quân phòng thủ như sĩ tượng sẽ kết hợp làm ngồi cho pháo, cũng giúp tấn công rất là tốt. Thì trong mình lần này ta thấy bên đỏ còn xe đơn chốt và một đơn sĩ đấu lại với bên đen còn xe đơn sĩ. Và tuy bên đỏ là không còn pháo nhưng chìa khóa chiến thắng của cờ này lại chính là đơn sĩ lẻ loi này. Nếu giả sử như hình cờ này không có đơn sĩ này thì chắc chắn là 100% sẽ đưa về thành cục lệ hòa cho cả đối bên. Vậy đơn sĩ trong mình cờ này vì sao lại có tác dụng lớn đến như vậy? Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Bước đi đầu tiên mà bên đỏ đi đó là nước C5 thứ hai. Ta thấy đến đây bên đen sĩ không thể hạ về được tại vì suy tốt ăn. Thì có chức là đi tướng và đi xe. Thì cách đi nào cũng sẽ như vậy. Có giả sử chẳng hạn như là xe tấn 1 thì đỏ sẽ bình qua đấu xe. Nếu mà bên đen đấu xe chẳng hạn như là xe đấu thì tất nhiên sĩ sang lên. Sau đó thì ta thấy là bên đen chỉ còn cách là đi mũi tướng là tướng thứ 1 thì tướng đỏ lại tấn 1, tướng đen tấn 1 thì tướng đỏ lại tấn 1, tướng đen thứ 1 thì đỏ sẽ hạ sĩ về, tướng đen lại tiếp tục tấn 1 thì đỏ sẽ bình tướng ra. Và như ta thấy thì tất nhiên đến đây thì bên đen sẽ thua tại vì chỉ còn một cách là tướng thứ 1 thì lúc này chốt sẽ bình vào và sẽ là sát cục. Như vậy chắc chắn là sau khi mà bên đỏ bình xe mà đổi thì bên đen sẽ không đổi xe mà sẽ bình qua bên đây, đồng thời tróc chốt của bên đỏ thì đúng rồi, đỏ sẽ bình tướng ra. Tất nhiên là xe không thể ăn bộ chốt tại vì đỏ sẽ chiếu tướng và sau đó thì sẽ bắt mắc xe. Do vậy để ngừa nước tiếp theo là bên đỏ sẽ ăn sĩ chiếu thì bên đen sẽ thối về và giữ sĩ. Đến đây thì đỏ tiếp tục sĩ 5 tấn 4. Ta xét đến đây nếu mà bên đen đi tướng chẳng hạn như tướng thứ 1 thì sẽ bị chốt bình vào và khóa tướng ngay, thì sẽ đang bắt buộc phải giữ sĩ nên tất nhiên là sẽ bình vào. Thì đến đây bên đỏ lại không sợ mất chốt mà sẽ bình xe ra hầm chiếu sát. Nếu như xe có ăn chiếu sĩ đi nữa thì sẽ bị chiếu và sau đó thì giật chiếu và ăn mất xe. Đến đây thì bên đen sẽ thua cuộc. Do vậy cách đi mà tướng thứ 1 là không được đối với bên đen trong trường hợp này. Vậy bên đen chỉ còn cách là đi mũi xe. Thì xe sẽ có những cách đi như thế nào? Hoặc là bình qua bên lộ 7, lộ 8 hoặc là bình vào lộ 5. Các cái xác thứ nhất đó là xe bình qua bên lộ 8. Lúc này thì xe đỏ sẽ đưa vào chiến trung này. Pha lại xác xe lại có hành xe đen lại có hai cách đi, đó là bình ngang và tấn. Chẳng hạn như là bình ngang chẳng hạn tiếp tục vô tốc chốt thì chốt sẽ bình vào chiếu tướng, bắt buộc tướng phải thối một, sau đó thì lại bình xe ra. Thì như thấy đến đây thì bên đen sẽ không có cách nào đỡ được sát cục. Còn cách thứ hai đó là xe sẽ tấn, thì lúc này chốt đỏ sẽ bình chiếu, bắt buộc tướng phải đổ xuống, sau đó thì tướng đỏ lại tấn một. Chúng ta thấy bên đen nếu có tấn xe chiếu nữa thì sĩ hạ và không có làm gì khó được. Còn nếu như mà bình xe qua chiếu thì xe này sẽ bình qua đấu. Tất nhiên phải đấu xe, không đấu xe thì xe sẽ ăn sĩ. Và khi mà xe đấu thì tướng sang lên và bên đen cũng sẽ thua cuộc. Như vậy chúng ta xét tiếp trường hợp thứ hai là xe đen không bình qua lộ 7, lộ 8 mà sẽ bình vào giữ trung lộ trước thì sẽ như thế nào? Đến đây thì đỏ lại đi nước dừng, đó là xe tấn 2. Đen lại phải bình xe ra. Tiếp tục đỏ sẽ đi một nước rất hay, đó là xe thứ 3 ngay trên mặt tướng. Nếu như xe đen có ý định lại lao vào trung lộ thì lúc này xe đỏ sẽ bình qua mời đấu xe. Nếu như xe đen đấu xe thì sĩ sang về. Và như thấy lại hình cờ lại lặp lại giống như nãy, là tướng còn một nước đi xuống và chốt bình qua và sát cục. Nên do vậy đến đây thì tất nhiên đen sẽ không dám bình vào mà sẽ bình ra. Mà như ta thấy thì bình ra thì lúc này xe đỏ sẽ chiếm ngay trung lộ. Và như mình đã phân tích lúc trước, khi mà xe đỏ đã chiếm được trung lộ thì việc chiến thắng rất là dễ dàng.
Và việc đến đây thì bến đèn sẽ có những cách đi như sau. Thứ nhất có thể là bắn xe chiếu thì tướng sẽ bắn một, sau đó thì lại thối xe đèn về. Thì lúc này là chốt sẽ bình chiếu, tướng phải thối xuống, sau đó thì xe lại bắn một và lặp lại hình cờ giống như mình đã nói lúc trước. Còn cách thứ hai, xe đèn không bắn chiếu mà sẽ lùi về để bắt chốt, thì đội sẽ bắn xe lên và tốc sĩ. Nếu mà xe đèn ăn chốt gì nữa thì chắc chắn là như ta thấy xe đèn sẽ bị mất xe và cũng sẽ bị thua cuộc. Còn cách nữa mà bên đèn có thể nghĩ đến đó là không bắn chiếu cũng không bị bắt chốt mà bắn một, thì lúc này bên đỏ sẽ bình chốt qua, tướng phải thối một, sau đó thì lại bình xe qua và hàm sát. Nếu như mà xe có bắn chiếu thì tướng sẽ trầu lên thấu chiếu thì sĩ sẽ đạp về. Và như ta thấy thì không thể đã được nước xác cục là xe sẽ bắn chiếu. Như ta thấy trong cuộc cờ này thì sĩ có tác dụng rất là lớn, tác dụng lớn nhất đó là làm căng để cho xe đỏ mời đấu xe đen, mà bên đen thì không hề dám đấu xe. Như mình đã phân tích trong hình cờ này thì có rất là nhiều cách giải khác nhau, nhưng đây chỉ là cách giải của mình. Các bạn có thể nghiên cứu thêm nhiều cách giải khác để chiến thắng cuộc cờ này. Nhưng mà như mình đã nói đầu video thì quan trọng nhất là phải còn quân sĩ ở lộ giữa này. Nếu hình cờ những vị trí quân đứng như thế này nhưng mà không còn sĩ thì chắc chắn là sẽ đưa về hình cờ hòa. Như thường lệ, để kết thúc clip mình lại đưa ra một hình cờ mới để các bạn cùng tham khảo. Các bạn nhớ nhấn like và đăng ký kênh để cho thêm mình một chút động lực để tìm tòi tiếp các hình cờ hay và quay video clip của các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.